Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em lên tới video số 98 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có là 22 cái máy nha. Và giá bán trong video đã được bao ship. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán nha. Và đầu tiên là em lên con máy số 1 nha. Máy số 1 đây em có một con Nasi 3000. Máy này thì nó được hai cối nha cả nhà, size 3000, dây ni lông số ba cho được 150, số 4 được 110 m ha. GBE thì 1.5 cho được 210, số 2 cho được 180 m nha cả nhà. Máy thì nó có, nói chung là máy nó còn tương đối được cái hai cối nha. Đây, đây là cái cối của nó, hai cối. Cái này thì cái phần mà rơm đây thì nó hơi xước, cái máy còn đẹp lắm, nói chung là máy còn khá là đẹp luôn á. Mình chả hiểu tại sao nó xài cái kiểu gì. Hoạt động thì êm ru, dễ ve. Êm ru. Nhìn sống đi dài đủ ha. Hai triệu. Rồi, con này máy số 1 nặng 310 gram. Giá là 1.6 triệu bao ship nha cả nhà. Đây con máy hai cối nha. Cầm nhẹ tay. Rồi máy số 1, 1.6 triệu bao ship. Đây nó cày rất là ít nha. Nó có xước nhẹ nhẹ, rất là ít, anh em khó, rất là khó thấy, chả hiểu nó xài kiểu gì á. Mặt mở rơm hơi xước xước xíu. Rồi máy số 1 giá 1.6 triệu bao ship. Tiếp đến máy số 2, máy số 2 có thể có nhà con Tiga 4000S. Con này thì ngược lên mới tin, không có dấu xước luôn. Con này thì mới ken 4000S là có nông cả nhà. Dây PE của nó đó. Dây 1.5 vô được 150, số 2 vô được 130 m nha. Sống cái gà này đủ nè. Con này không có mặt, phần mở rơm nó không có dấu xước luôn. Đây là có chút xíu để sát vô cái nhà xem ha. Chút nhẹ nhẹ đây xíu thôi nha, rất là khó thấy luôn á. Máy mới keng. Chỗ này hàng máy lai cái nha, đó, nhẹ. Nhẹ cực kỳ luôn ha. Rồi, đổi tay trái phải bình thường. Chất chạy 2 chiều. Cực nhẹ luôn. Con này thì nó có hộp và túi sách các thứ nha cả nhà, đầy đủ luôn á. Thông số nó là 205 ra theo 4.8
khoảng 320 gram, chạy bằng 5 mặt đạn, một con lăn hệ thống số dây này, B số 2 cho được 130 mét nha. Rồi mã số 2, chiếc xíu là mã like, mã số 2 giá là 1.800.000 bao ship nha cả nhà. Cực đẹp luôn. Tiếp đến là mã số 3. Mã số 3 có thể có nhà một con Tiga Advent. Con này có 4.000 S. Con này nó được 2 khối nha cả nhà. Đây. Máy cũng còn khá là đẹp luôn. Nó cũng có xước dâm dâm nhẹ nhẹ một hai dấu gì đó. Rất là khó thấy. Không biết là cái nhà thấy rõ không, chứ con mắt em nó mờ. Mắt em nó cận nặng lắm. Vì khi mấy cái chữ nhỏ nhỏ này phải lấy cái kính lúp cũng coi, chứ còn bình thường đeo mắt kính cũng không thấy. Nó có xước nhẹ nhẹ ở đây nha. Xước nhẹ nhẹ ở đây. Xong số dây là GBE số 2 cho được 130 mét ha. Đổi là cái phải bình thường nha cả nhà, tại vì em thuận tay phải nha, thì đa số về cái máy em bỏ vào tay phải hết trơn, hoạt động cực kỳ nhẹ ha. Mình sống lưỡi gà đầy đủ. Đây, 2 triệu. Máy khá là đẹp nha. Rồi, con này mã số 3, hàng mã lai nha cả nhà. Mã số 3 nặng 340 gram, giá là 2 triệu bao ship nha cả nhà. Con tôi ra 2 gói này ha, mã số 3 4.000. Rồi, tiếp đến là mã số 4. Mã số 4 cũng là một con Tiga nữa. Con Tiga này còn là 4.000 HG nữa. Con này như 2014, 2013, 2014 gì. Con này được cái, con này mình sử dụng luôn là đã cả nhà, thì nó nhẹ. Con kia 340 gram, con này có 200 mấy gram. Hoạt động siêu nhẹ luôn nha. Sống đi gà đầy đủ. Con này có sâu nè. GB dây số 2 vô được 210 mét nha. Dây đi lông số 4 vô được 150, số 5 vô được 125 nha. 4.000 HG. Con máy này còn khá là đẹp nữa nha. Máy còn đẹp đó. Có xước nhẹ nhẹ nha, xước lông mèo nhẹ nhẹ đây nha. Nhưng mà rất là đẹp. Ship nữa. Con này nhẹ. Rộng nhà tay. Hai triệu. Tay quay dặn răng nha cả nhà. Đây ha. Đổi tay trái phải bình thường.
đây còn lại số 4 nặng 270 gram, giá là 2 triệu bao ship nha cả nhà. Nó nhẹ kia nhiều. Rồi tiếp đến là mã số 5. Mã số 5 giới thiệu cái nhà con Biomaster. Con này là con Biomaster SW4000XG nha. Đây dây cước số 4 vô được 150 nè, dây BE số 2 vô được 210m nha. Mình sống đi ra đầy đủ ha. Con máy này khá là đẹp nha. Dưới đây hơi xước đây xíu. Tổng thể máy thì còn khá là đẹp. Hoạt động nhẹ tay. Ngày chiều tôi quay dặn răng đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Con này là hàng da băng. Rồi đây là số 5, nặng 310 gram, giá là 2,6 triệu bao ship nha cả nhà. Rồi tiếp đến là mã số 6. Mã số 6 giới thiệu với nhà con T-Win Power 4000BG ha. Con này đời 2002. Nhưng mà con này thì nó cái tay chỉ nó nằm bên phải nha cả nhà. Nó không có cái cốt đổi tay trái nha. Nó có cốt thì mình mở ra như đây nè. Đó, mở ra đây rồi. Lấy cốt gắn qua thôi. Rồi không có cốt gắn vào tay trái thử nó chỉ nằm tay phải nha. Đây, sẽ quay dạng răng. Máy này hình thức còn khá là được nha. Ở dưới này nó hơi xước nè. Hoạt động thì cực nhẹ. Thì Win hoạt động được đổ nấm tay nha cả nhà. Đó, chúng ta quay hoạt động nhẹ cực kỳ luôn. Anh em thuận tay phải giống em thì lấy chơi ha. 2 triệu. Động cực đã luôn. Tay em ru. Chất lượng 4000BG hàng da băng. Mã số 6 nặng 370 gram, giá là 2,2 triệu bao ship nữa nha. Nhẹ và tốt. Rồi mã số 6 giá 2,2 triệu bao ship. Tiếp đến là mã số 7. Mã số 7 giới thiệu cái nhà con đây qua Emblem. Con này là con Emblem Z. Emblem Z 3500i. Size con này size tương đương size 5000 cái nha. Cứ số 5 vô được 150 ha. Con máy mới tin mà. Được 2 cối luôn. Con này 2 cối luôn.
còn sống lưỡi gà đầy đủ nha. Máy mới tinh, nó không có chạy xước gì luôn. Có chạy đi chút xíu nha cả nhà. Hay chỗ cạnh này chút nữa ha. Cực kỳ đẹp. Có radio 5.2. Chạy 4 cái bật đèn. Dưới bụng máy không có dấu xước luôn. Đổi ra trái phải bình thường nha cả nhà. Tôi quay gặp cái ABS này. 2 triệu. Rồi con này hàng gia băng mã số 7 nặng 420 gram, giá là 1,6 triệu bao ship nha cả nhà. Xe 5 ngàn, 2 cối nha. Máy càng xoan luôn. Tiếp đến mã số 8. Mã số 8 thì có nhà con Nasi. Con này là con Nasi 5 ngàn. Đây cứ số 5 như được 150 nha. GBE là GBE số 3 vô được 190 m nha cả nhà. Mô hình sống đi ra đầy đủ. Con máy này rất là đẹp nha. Con máy rất là đẹp. Trong này không có còn 6 ngàn. Nó mới tinh luôn. Hoạt động nhẹ tay à. Nghe 2 triệu. Nhà hàng máy lai nha nha. Đây khoảng số 8. Nặng 360 gram, giá là 1,7 triệu bao ship nha. Rồi, mã số 8 giá 1,7 triệu bao ship. Rồi, tiếp tục mã số 9. Mã số 9 giới thiệu của nhà con LF 6000 ha. Đây. Con này cũng vậy, mới tinh. Sáu ngàn một con máy này, nó thiết kế con máy rất là gọn như cả nhà. Ô về rất là gọn, máy đồng nhẹ tưng luôn. Con sống đi ra đầy đủ. Xong số dây chưa được chỉ cái lấy được 6 ngàn. Máy rất là đẹp nha. Hình thức thì còn khá là đẹp luôn, rất là gọn đó nha. Cho nó gọn nó làm cái máy gọn bắn nè, hoạt động như tưng.
đây 2 triệu. Đây cũng là còn 6 ngày ha, đây cho cho mấy cái nhà xem. Là còn 6 ngày rồi, một chai một giật luôn. Ông này nhỏ xíu, ông này thù lù. 6 ngàn. Nên em là lấy cái 6 ngàn một cái máy gọn này chơi con này ha. Rất là gọn luôn nè. Rồi. Đây mã số 9, nặng 360 gram, giá là 1 triệu rưỡi bao ship nha cả nhà. Máy cực kỳ đẹp. Rồi tiếp tục mã số 10. Đây. Mã số 10 là em biết là cái nhà con Nasi, con này Nasi 6000 đây. Con máy nhiều mới tinh luôn. Này có số 6 vô được 150 ha. Đó. VBE là số 4 vô được 210 m nè. Máy nhiều mới. Xe 6 ngàn. Nhìn máy mới rồi. Rất là đẹp. Hoạt động nhà tân. Mình sống lưu gà đầy đủ nha. Đây. Máy số 10 nặng 360 gram, giá là 2 triệu bao ship nha cả nhà. Đó, nhà nhìn xem nè, em so vô nè, máy là 6 ngàn, cực kỳ gọn. Đây anh 6 ngàn. Đó. Một anh thù lâu, một anh nhỏ xíu. Rồi, mã số 10 giá 2 triệu bao ship nha cả nhà. Nasi 6000 ha. Đó, bạn nào đi đánh lốc bông rồi đó, cho mấy con này nó gọn nè. Máy là máy tải nè, máy 6000. 6000 nó gọn, đánh sướng. Mã 11. Đây, mã 11 giới thiệu ở nhà con con đây qua SOL 4000H nha. Con này mới giờ em về nhiều lắm luôn. Size con này size tương đương size 6000 nha cả nhà. VBE 2.5 vô được 300, dây số 3 vô được 250m ha. Máy này còn rất là đẹp luôn. Có công nghệ kháng mạng, cốt trợ lực các thứ luôn. Đây công nghệ kháng mạng này, mắt siêu. Rồi to gì các thứ cũng lâm. Dưới bụng máy này có hơi xước xước nhẹ nhẹ nha cả nhà. Cái này có sử dụng qua là nó sẽ xước thôi. Đó, cực kỳ nhẹ luôn ha. Rồi mình xuống đi ra đầy đủ nha cả nhà. Này có cốt trợ lực chạy bá lửa. Này, con này là hàng China xuất Nhật ha. Mã 11, nặng 400 gram, giá là 2 triệu bao ship nha cả nhà. Size tương đương size 6000. Mở cả nhà xem cốt trợ lực ha. Đây. Thank you.
Đó là trái phải bình thường nha cả nhà. Rồi, con này mã số 11. Giá 2 triệu bao ship. Tiếp đến là mã 12. Mã 12 cũng giới thiệu cái nhà con trai qua, con này là con trai qua ba đồ. Kiểu dáng nó tựa tựa như cái con Solar. Qua đồ 3.500. Con sống đi gà đầy đủ ha. Đây. Con số dây GB số 2.5 cho được 250m nha. Con này thì xe tương đương xe 5.000. Cũng có công nghệ ra mặt siêu các thứ mà đây. Cốt cho lực to đồng luôn. Máy này còn rất là đẹp. Rộng, đó, nhẹ cực kỳ. Đây, 2 chiều. Cái con này nó kháng mặn hết trơn nha. Đây, cốt trợ lực nha. Cốt trợ lực này, mặt siêu nè. Đó. Đây là rô to nè. Công nghệ thì quá trời. Công nghệ thì nhiều. Giá nó rẻ. Con này cũng là hàng China nha. Thì con này là mã 12, nặng 410g. Giá của nó là 2 triệu bao ship ha. Thì con này nó còn hộp. Đây, hộp của nó đây. 3 đầu 350, 3.500. Thì con này nó chạy radio 4.9. Nặng 410g, tải 8kg. Chạy bằng 4 mặt đạn, 1 con lăn. Thông số dây. Thì số 3 vô được 200m. Đây cước này, cước số 5 vô được 150. Con này là 2015. Đó. Chỉ có sách thôi nha cả nhà, hộp và sách ha. Sách lòng đạt. Mã 12 giá là 2 triệu bao ship nha nha. Máy rất là mới nha. Tiếp đến mã 13. Mã 13 giới thiệu cái nhà con Ericsson XW6000HG nha. Đây. Đây, dây số 6 thì được 160m ha. Dây BE thì dây số 4 thì được 210. Con máy này còn tương đối. Đẹp thì nó không có được đẹp lắm. Đẹp thì nó không có xuất sắc nha, nó còn tương đối thôi. Đây, nó hơi chạy chạy xước xước ở dưới này ha. Chỗ này tôi không hiểu tại sao nó xước quá. Cái miếng mạ rơm nha. Đó, xước đây xước, còn đẹp. Rộng thì nhẹ tân. Bỏ tay trái phải bình thường cho quay dặn răng chiếc cốt ha.
Con này thì em bán nó rẻ nha nha. Đây mã 13 580g, giá là 1,8 triệu bao ship nha. 6 ngày nữa em chỉ bán nó bằng tương đương một con 3.000 thôi nha các nha. 3.000 4.000 thôi nha. Rồi, giá 1,8 triệu bao ship. Mã 13. Đây tới mã 14. Mã 14 là cũng là con Edison ha, 6.000. Y chang con đó luôn, mà con này nó mới tinh. SW 6.000 HG. Con này thì đẹp. Máy rất đẹp luôn á. Hai triệu. Tại quay dạng răng đỏ tay trái phải bình thường như thế nha. Đó. Rồi, đây là mã 14, nặng 580g. Con này giá 2,4 triệu bao ship nha cả nhà. Tiếp đến là mã 15. Mã 15 giới thiệu với nhà con Twin Power XT8000 ha. Nói chung là con máy còn đẹp nha cả nhà. XT. Dưới này hơi cấn mớp nhẹ đây, dưới đây xíu ha. Rồi để gác xuống rồi dính à. Để xuống câu để hình vậy là lụm. Máy còn khá là đẹp ha. Hoạt động nhẹ tân. 2 triệu. Tay quay dạng răng đỏ tay trái phải bình thường. Cứ số 8 thì đường 150 nha cả nhà. Rồi đây là mã 15, nặng 580g, giá là 1,9 triệu bao ship nha cả nhà. Tôi quên kéo thoải mái, dòng này xài rất là bền. Rồi tới mã 16. Mã 16 giới thiệu với nhà con Bio Master. Con này là con Bio Master 8000 PG nha. 8000 PG. Con này đời 2011 nữa nha. Con máy còn khá là đẹp. Hầu như rất là ít chạy xước nha. Nó chạy nhẹ nhẹ dưới đây xíu nè. Ngay cạnh này. Kỳ. Đây 2 triệu. Để tân đổi tay trái phải bình thường nhé. Tôi quay dạng răng.
sạc dây bè số 5 được 250 nè, cước ni lông số 8 thì được 160 nè. Rồi con này mã 16, nặng 560g, giá là 2.8 triệu bao ship nha cả nhà. Rồi tiếp đến là mã 67. Đây, mã 17 như thị ở nhà con tê win 8000 thì con này đời 2000 99 2000, núm tay quay nó đậu rồi nha cả nhà, đậu cái núm này. Bao quần dít luôn chịu. Con này đổi tay trái phải bình thường nha, và cái này thì đổi tay nó phải mở tụm lum ốc, mở hai con này đó, mở tay quay ra, mở hai con này, giác cái nắp này gắn vào bên đây, lấy cái nắp này đẩy vào đây lại, rồi lấy tay quay ghi vô đây, rồi làm biến mà không đổi để lục đó. Chứ bình thường là em đổi qua tay phải hết rồi. Động siêu nhẹ, con này mới lắm nha, mới tin mà. Đường sống lưu gà đầy đủ nè. Cái số 8 thì được 150 nè, dây bè số 6 thì được 150m. Con máy này mới tin nè. Không có dấu xước gì luôn. Dưới bụng nè, đen phui. Không có dấu xước luôn. Đây nó cắn chày xước xước nhẹ nhẹ ngay cái cạnh bén này, này nha cả nhà. Mình thử ra mình nhìn không thấy luôn ha. Cái này là đưa camera mới thấy nè. Chứ bình thường mắt em nhìn muốn lòi ra ngoài không cũng nhìn không được đó. Nhiều khi bạn bè tới nó gặp em nó chửi em, nó đi ngoài đường mà nhìn mà không chịu nhìn, nó không có kêu nữa. Em nhìn em có thấy đâu, em nhìn toàn là em nheo không, nheo mắt lại không, không thấy nữa. Hoạt động siêu nhẹ luôn nha, nhẹ cực kỳ luôn á. Em rung. Ngấm mình đã bự chà bá. Má đẹp cực kỳ nha, đẹp lắm. Rồi đây mã 17, nặng 580g, giá là 2.5 triệu bao ship nha cả nhà. Thấy nè, mã 18 giới thiệu cả nhà con tê win 202, con này là con 8000 HG. Đây mình sống ra đầy đủ. Về số 6 được 190m,
Vì đi lòng là số 8 được 160m nha cả nhà. Trong này thì còn tương đối. Con này đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Con này còn tương đối. Con này rất là nhẹ. Rồi. Rồi, con này là mã số 18, nặng 570g, giá là 3,2 triệu, bao ship nha nha. Thì con này nó còn hộp, hộp túi, sách, ông đền không biết có không. Con 38 này HG, đây thông số của nó đây. Đây đời 2 lá 2 ha, là theo 5.7 nè, tải 15 kg, nặng 570g, chạy 10 vạt đạn cộng 1 con lăng. Rồi 18 giá là 3,2 triệu bao ship nha cả nhà. Tay quay đổi trái phải bình thường ha, mà sao em không hiểu sao dòng 8.000 này đổi tay được, dòng 4.000 đó không được, có tay. Rồi tiếp tục là đến mã 19. Đây. Mã 19 giới thiệu cả nhà con Daiwa. Con Daiwa này, con Daiwa Seagate 4000H. Máy này mới tin rồi nha cả nhà. Mô hình sống đi ra đầy đủ nha. Bây giờ nó kêu khá là nhỏ ha. Gọng gạt cước chả bá lửa luôn. Cước y như con Satiga. Mới tin nè. Con này xe tương đương xe 6.000. GBE số 4 thì được 220m rồi. Mấy kèn nó cốt trợ lực trợ bá lửa luôn. Đây là chì ráp vô tân nha cả nhà. Máy rất là đẹp. Con này đây qua China xuất nhập nha cả nhà. Và cảm giác nó làm giống như mấy con mà Catalina với là con Satiga mà cái dòng mà đời 2008 hay là 9. Dòng 28, 29, 20 đó, làm cho tựa vậy. Con máy mới tin. Chỉ có này hộp, có hộp rồi cả nhà, hộp và sách ha. Sắt đồng đàn, đồng đàn đó,
Công nghệ gì là tầm lâm rồi. Công nghệ gì một nồi. Đây, 4000 Hz. Radeon 5.7 rồi nha. Nặng 605 g, tải 10 kg. JB số 3 cho được 300, số 4 được 220. Dòng tua là tua vô 107 cm. Chạy bằng 7 bạc đạn cùng 1 con lăn ha. Rồi con này má 19. Giá là 2,5 triệu bao ship nha cả nhà. Mát, máy cầm chắc nụi luôn á. Hoạt động nhẹ tưng rồi. Rồi con này nó chỉ có một chiều thôi nha cả nhà, giống như cái con Satira luôn á. Có chiều một á. Đó, có chiều luôn rồi. Nãy giờ lên quay đi kiếm hai chiều không có. Có chiều một nha. Rồi mã 19 giá 2,5 triệu bao ship nha. Tiếp đến là mã 20. Mã 20 với lại cái nhà con Catalina 4500 Hz thôi. Thì size con này tới tương đương size 8000. Đó, đầy đủ chức năng. Khá là đẹp luôn. Cỏ tay trái phải bình thường nha cả nhà. Khá là đẹp ha. Biết gì còn ngon lành. Rồi, đó, dòng này nó hoạt động gì hết. Nhẹ tay. Xe tương đương xe 8000. Rồi con này mã 20, nặng 560 g, giá này là 4,2 triệu bao ship nha cả nhà. Catalina 4500 Hz, giá 4,2 triệu bao ship nha. Mã 20. Rồi tiếp đến là mã 21. Mã 21 và 22 là em có một cặp nha cả nhà. Cặp Veros 8000. Veros XR 8000 HG là hai con, như hai con máy mới vậy ha. Con này vừa khóa thì có như đây rồi. Đó, vậy thôi đó. Không có dấu xước gì luôn ha. Nó như hai con máy mới vậy. Mã 21 và 22. Đó, tay quay dặn răng đổi tay trái phải bình thường. Đây là con 21 nè. Đây con 21. 665 g, giá là 2,6 triệu bao ship nha cả nhà. Hộp sắt đầy đủ ha. Thông số của ảnh đây. Radio 5.6 là tải 13 kg, nặng 665 g. Chạy 4 mặt đạn 1 con lăn. JBE số 4 được 300 nha. Dòng này nó chỉ có sách và hộp thôi, nó không có cái túi.
Mãi mãi nó vậy nha, chứ không phải là không có. Rồi. Mãi 21. Mãi 22 cũng y hệt vậy. Rồi, cũng y chang vậy thôi. Y xì luôn. Rồi mã 22 cũng y chang vậy đó nha cả nhà. Nó cũng như hai con máy mới vậy đó. Mã 22 cũng vậy, 2.6 bao ship nha. Đây là cái hộp của ổng đây. Đó, y hệt vậy thôi. Sách cộng đoàn. Rồi. Rồi em về giới thiệu nó cái nhà và 22 con máy câu ha. Cửa nhà. Cái nhà đặt hàng thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại và Zalo nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Chúc cả nhà có một tuần mới thật là nhiều thành công nha. Rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo ha. Hôm nay tuần này em sẽ lên video rất là nhiều nha. Máy nó về quá trời rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bye bye.